Hội bạn thân của Harry Hà Tăng đã bao đẹp, không ngờ gặp đội Phạm Hương thì tắt điện hết. Nhìn đội của Hà Tăng đã thấy chất rồi, thế mà vẫn thua hội bạn của Phạm Hương, có ai tò mò đó là những nhân vật nào không? Hội bạn thân xinh đẹp nổi tiếng đầu tiên phải kể đến Tăng Thanh Hà, có thể thấy đàn chị thân thiết là Thân Thúy Hà cũng là người nổi tiếng. Mỗi khi có dịp, bốn cô nàng lại hội tụ đông đủ. Tình bạn đã kéo dài cả thập kỷ mà vẫn giữ được sự tươi mới không thiếu sự chân thành. Giáng sinh vừa qua cả hội bạn lại tụ tập vui vẻ. Tiếp theo đó là hội bạn của Mai Phương Thúy, gồm có Minh Hằng, Hoàng Thùy Linh và Phạm Quỳnh Anh. Dịp lễ hay sinh nhật là các cô nàng lại có mặt đông đủ, toàn gương mặt đẹp và nổi tiếng của showbiz. Ngọc Trinh hiện tại đã nổi tiếng nhưng hội bạn thân của cô thì ít ai biết mặt. Đây là hình ảnh chụp cách đây nhiều năm. Cô chơi thân với Quỳnh Thư và các cô gái không hoạt động trong showbiz nhưng nhìn ai cũng rất xinh đẹp. Trong đám cưới của Harry Won cuối năm 2016 vừa qua, ai cũng ấn tượng với hội bạn thân của cô nàng. Trong ảnh có cả em gái của Harry, nhìn ai cũng đẹp và hút hồn. Hội bạn của Harry khiến ai cũng muốn ngắm nhìn mãi. Tiếp theo là các cô bạn của Thúy Diễm, trong đó toàn là người nổi tiếng. Hội bạn này có lẽ là đông vui nhất nhì showbiz, trong đó có Thanh Trúc, Diệp Bảo Ngọc, Dương Cẩm Linh. Ngoài ra còn có cả Kha Ly, Tường Vi, Nguyệt Ánh và Lê Bê La. Vì đông như vậy nên chỉ có dịp đám cưới của ai đó trong hội thì mới có đủ thời gian tụ tập đông đủ. Đáng nể nhất là hội bạn vừa xinh đẹp vừa nổi tiếng và dáng thì siêu chuẩn của Hoa hậu Phạm Hương. Trong hội có các gương mặt quen thuộc như người mẫu Tuyết Lan, Thu Hiền Top Model, Thanh Hằng, Giáng Hương, Bông Chuẩn, Đàm Thu Trang. Các cô này mặc áo tắm đi biển thì ai cũng lác mắt. Nhìn ảnh này toàn thấy chân. Đây quả thật là hội bạn chất nước cất nhất showbiz rồi.